Tổ sư Ấn Quang khai thị tịnh độ thù thắng trong bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương tam thế hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Lắm kẻ muốn làm bậc cao nhân đệ nhất xưa nay bèn coi thường hủy bán pháp này. Chúng ta nên lấy chư Phật, chư Tổ làm thầy, chớ nên lấy những hạng cao nhân ấy làm căn cứ, sẽ được nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu không liệu sanh thoát tử sẽ là chuyện lâu xa lắm đấy. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Đại Sư Tế Thiện. Phải biết trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng, muốn nương theo những pháp môn ấy để tu trì hồng liễu sanh thoát tử, ắt phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không thì mới được. Nếu không, có mộng cũng mơ chẳng được. Chỉ có pháp môn tịnh độ, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, lại thêm chí thành khẩn thiết niệm Phật, bèn có thể nương theo Phật từ lực đến nghiệp vãng sanh. Hệ được vãng sanh là đành liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu chẳng nương vào pháp này, tu những pháp môn khác, thì chắc chắn khó thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đời này đã gặp được pháp này mà chẳng chú ý, tương lai há thể lại được gặp pháp này để liền chú ý tu trì hay sao? Do vậy hãy nên sớm chú ý nơi pháp này. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời một cư sĩ ở Diệu Duy. Pháp môn niệm Phật cao cả thay, do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không thường hằng bất biến. Tuy thường chẳng biến nhưng niệm niệm tùy duyên, chẳng duyên theo Phật giới sẽ duyên theo cụ giới, chẳng duyên theo tam thừa sẽ duyên theo lục đạo, chẳng duyên theo nhân thiên sẽ duyên theo tam đồ. Do nhiên nhiễm tịnh bất đồng, cho nên quả báo khổ vui rất khác. Tuy bản thể trọn chẳng biến đổi gì, nhưng tướng dụng cố nhiên khác nhau, một trời một vực. Ví như hư không được mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng bèn tối. Tuy bản thể của hư không chẳng do mây hay mặt trời mà tăng giảm, nhưng tướng hiện hiện hay ngăn lấp, cố nhiên có nói trọn năm cũng chẳng hết. Do vì nghĩa này, Đức Như Lai dạy khắp các chúng sanh duyên niệm nơi Phật. Vì thế nói nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Do vậy lúc tâm các ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp phụ. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, biển chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng sanh. Hễ duyên theo Phật giới thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các chúng sanh giới thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Hiểu rõ điều này rồi mà chẳng niệm Phật thì chưa bao giờ có chuyện ấy. Một pháp niệm Phật chính là lấy hồng danh vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh vạn đức ấy lại chính là vô thượng giác đạo Như Lai đã chứng nơi quả địa. Do dùng quả địa giác ấy làm nhân địa tâm, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, như tò vò chút loài sâu, lâu ngày sẽ hóa thành tò vò, thành Phật ngay trong đời này, chuyển phàm thành thánh. Công năng lực dụng ấy vượt trội hết thảy những pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ hết thảy các pháp môn đều cậy vào tự lực đoạn hoặc chứng chân mới liệu sanh thoát tử. Còn pháp môn niệm Phật thì tự lực lẫn Phật lực, hai thứ đều đầy đủ. Vì thế người đã đoạn được hoặc nghiệp bèn mau chứng pháp thân, người còn đầy đủ hoặc nghiệp sẽ đới nghiệp vãng sanh. Pháp này cực kỳ bình thường,
dẫu là ngu phu ngu phụ cũng đạt được lợi ích, nhưng lại cực kỳ huyền diệu, tuy là đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt khỏi phạm vi pháp này. Bởi vậy không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít lại đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thật là một pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt cả một đời của Đức Như Lai. Cố nhiên chẳng thể dùng giáo lý thông thường để biện luận được. Chúng sanh đời mạt pháp phước mỏng huệ cạn, chướng dày nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, cứ muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chăng, hồng liễu sanh tử thì khó khăn muôn phần. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoạn Chánh Biên, quyển 3, lời tựa cho đạo tràng niệm Phật quanh năm tại Thê Chân Thường Trụ. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài phạm vi của nó được, như trời che khắp, như đất nâng đều, không một pháp nào chẳng được kiến lập. Từ pháp này, không một ai chẳng được pháp này ung đúc, do hết thảy các pháp đại tiểu thừa Đức Như Lai đã nói trong suốt một đời đều là tùy theo căn tánh của chúng sanh mà nói, hoặc khế lý nhưng chẳng thể khế hợp khắp mọi căn cơ, hoặc khế cơ nhưng chẳng thể khế hợp chí lý lý tột cùng một cách triệt để. Vì thế bản hoài sức thuế độ sanh của Đức Như Lai bị khuất lấp chưa được thông suốt. Đại pháp khiến cho chúng sanh được liệu thoát ngay trong đời này còn bị ẩn kín chưa được tỏ bày. Pháp hội Hoa Nghiêm tuy đã hướng dẫn về Tây Phương, nhưng hàng Nhân Thiên Quyền Thừa Bồ Tát chưa được nghe. Các kinh cũng nhiều phen nói đại lược, nhưng đầu mối tốt lành, nhưng cương yếu pháp môn chưa được đặt để. Do vậy Đức Như Lai khởi lòng vô duyên từ, vận tâm đồng thể bi, trong hội phương đẳng đặc biệt nói ba kinh tịnh độ Di Đà, độ khắp ba căn thâu trọn chính giới, xiển dương đạo màu thành thủy thành chung của Như Lai, dạy cho chúng sanh quy mô vĩ đại, tâm làm tâm là, cơ lẫn lý đều khế hợp, phàm lẫn thánh đều được nhờ, như thuốc A Già Đà trị chung vạn bệnh, như mười phương hư không bao hàm trọn muôn hình tượng, khiến cho khắp thánh phàm đều thành tựu đạo nghiệp trong đời hiện tại, tỏ bày thông suốt bản hoài xuất thế độ sanh của Như Lai. Nếu Đức Như Lai chẳng nói pháp này thì chúng sanh đời mạt pháp không một ai có thể liệu thoát sanh tử ngay trong một đời này. Trích trong Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, lời tựa Ấn Tống Ấn Quang Văn Sao Tục Biên. Chỉ có pháp môn niệm Phật là hoàn toàn cậy vào nguyện lực đại từ bi của A Di Đà Phật. Nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, bất luận lợi căn hay độn căn, phiền hoặc dày hay mỏng, đều có thể ngay trong đời này, vào lúc lâm chung, được nương theo Phật từ lực, đích thân rủ lòng tiếp dẫn mà vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh rồi, kiến tư phiền não chẳng đoạn mà tự đoạn. Bởi cảnh duyên trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng, mỗi mỗi đều có thể tăng trưởng công đức. Trí huệ của con người trọn chẳng khiến cho cương con người dấy lên tham sân si. Đấy chính là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai. Chẳng thể dùng những giáo lý theo đường lối thông thường để luận định pháp môn tịnh độ được. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình, nêu tỏ ý nghĩa giáo dục trong gia đình là căn bản khiến cho thiên hạ thái bình. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, ai nấy đều mong mỏi bình trị, nhưng chẳng biết cội gốc thì có mong cầu cũng uổng công. Hãy nên gấp biết cái gốc nằm ở đâu. Sự dạy dỗ của người mẹ trong gia đình chính là căn bản khiến cho hiền tài được dấy lên đông đảo, thiên hạ thái bình.
chẳng chú trọng nơi ấy, làm sao đạt được bình trị? Mẹ dạy dỗ thì thứ nhất là thai giáo. Thai giáo chính là dạy dỗ về bẩm tánh, phẩm chất từ thuở đầu. Phàm nữ nhân sau khi có thai, hãy chú trọng suy nghĩ, tưởng niệm, xử sự sao cho chỉ một bề chân thành cẩn trọng. Nhất cử nhất động chẳng trái lẽ chánh, nhất là phải nên vĩnh viễn dứt trừ những món tanh tưởi. Hằng ngày thường niệm Phật khiến cho thai nhi được bổng thọ chánh khí của mẹ, thì lúc sanh nở ắt được yên vui không khổ sở, sanh được đứa con tướng mạo đoan nghiêm, tánh tình từ thiện, thiên tư thông minh. Đến lúc con bắt đầu hiểu biết, liền nói cho nó nghe về đạo lý làm người như hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, vân vân, và tội phước nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo chuyển biến, khiến cho trong tâm nó thường luôn có những điều kiên sợ, có những điều mong mỏi, hâm mộ. Lại dạy nó niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tăng phước, tăng thọ, tránh tai, tránh nạn. Chẳng cho phép nó nói lời dối trá, nói lời thị phi, đánh người, chửi người. Chẳng cho nó dẫm đạp giấy có viết chữ, dẫm đạp ngũ cốc, dẫm đạp hết thảy các món đồ vật. Chẳng cho nó ăn uống bừa bãi, chẳng cho nó tụ tập chơi giỡn cùng bọn trẻ cùng sớm. Hơi lớn lên, bèn dạy cho nó đọc thuộc sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Âm Chất Văn, Hoàng Đế Giác Thế Kinh, để cho nó biết có khuôn pháp để noi theo, có những điều ngăn cấm. Đối với mọi điều đều nói sơ lược đại ý để làm phương tiện hướng dẫn, hồng mai sau nó học hành sẽ được có lợi ích. Lúc bé như thế, càng học hành sẽ càng hiền thiện, lo gì nó chẳng đạt đến địa vị thánh hiền, rạng mày nở mặt tổ tông. Nếu không cứ mặc cho nó quen thói kiêu căng, nuôi thành phường bại hoại, dẫu có thiên tư cũng chẳng biết học hành là để học làm thánh hiền, nên càng học càng thêm tồi bại. Những kẻ đại gian đại ác xưa nay đều là những kẻ có thiên tư tốt đẹp, có bản lãnh lớn lao, chỉ vì cha mẹ thầy giáo của chúng đều chẳng biết dạy chúng học thành thánh hiền, tận lực thực hiện chỉ dạy bọn chúng học văn tự để làm căn cứ hồng đối phó với đời, mưu cầu lợi lộc, trí thức hèn tệ đến tột cùng, đến nỗi những thảm kịch phế kinh điển, phế luân thường, tranh giành đất đai, tàn sát lẫn nhau ồ ạt diễn ra. Mối họa loạn ấy đều do cha mẹ thầy giáo chẳng biết phương cách dạy dỗ con em mà ra. Dù chính họ chẳng làm điều ác lớn lao nào, nhưng cái tội hoại loạn thế đạo nhân tâm cũng sẽ khiến cho họ đời đời kiếp kiếp cùng chịu ác báo giống như con em mình. Vì thế tôi nói, dạy con là căn bản khiến thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn nữa, do con người thuở thơ ấu chuyên cậy vào mẹ dạy dỗ. Cha chẳng thường ở trong nhà, còn mẹ thường chẳng rời con. Nếu mẹ hiền lương có trí huệ thì hành vi lời lẽ đều đáng làm gương, con cái thấy nghe quen mắt, trong tâm đã thành nề nếp, lại do thường xuyên răn dạy đã tập quen thành tánh, như vàng lỏng đúc thành đồ dùng. Nếu cái khuôn đúc tốt đẹp, chắc chắn chẳng đến nỗi đúc ra vật xấu xí. Vì thế dạy dỗ con gái so ra càng khẩn yếu hơn dạy con trai. Bởi lẽ hiền mẫu do hiền nữ mà có, nếu không có hiền nữ làm sao có hiền mẫu cho được, không có hiền mẫu thì lại làm sao có được con cái hiền lương cho được.
Đạo lý cực bình thường ấy ai cũng đều có thể làm được. Điều đáng đau tiếc là quá ít người đời xướng, khiến cho những kẻ làm mẹ chỉ biết nuông chiều mù quáng, những kẻ làm cha cũng chẳng khéo dạy. Đến khi con vào trường học hành, kẻ làm thầy cũng do thuở bé chẳng nghe được nghĩa lý này, vì thế cũng trọn chẳng biết học hành là để học làm thánh hiền, chẳng dạy học trò tận tụy thực hành đạo do thánh hiền đã nói, chỉ học văn tự hòng mưu cầu lợi lộc, chẳng hề biết học làm thánh hiền có lợi ích không chi lớn hơn chính bản thân mình và con cháu đời đời kiếp kiếp hưởng dùng chẳng hết. Còn mưu cầu lợi lộc, nếu mưu cầu một cách tốt đẹp thì chẳng qua đạt được phú quý nhỏ nhoi trong đời này mà thôi. Nếu mưu cầu xấu xa, trong đời này những kẻ thân bại danh liệt, con chết yểu, cháu tuyệt diệt, đâu đâu cũng có. Con người cùng trời đất được gọi là tam tài là vì có công năng dùng tiên giác để giác ngộ kẻ hậu giác, kế tục bậc thánh đời trước, mở lối cho người học đời sau, do vậy mới được tôn xưng như thế. Nếu chẳng chú trọng học làm thánh hiền sẽ là thay đi thịt chạy, chỉ biết niềm vui ăn uống trai gái, còn khác gì cầm thú nữa đâu. Một chữ người còn làm mạo danh, há còn có thể cùng với trời đất xưng là tam tài nữa ư? Nhưng con người tánh vốn lành, ai nấy đều có thể làm nghiêu thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Nhưng kẻ chẳng thể làm nghiêu thuấn, chẳng thể thành Phật thì chỉ có tánh đức, trọn chẳng có tu đức. Đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, dứt lòng tà, giữ lòng thành và tu giới định huệ, đoạn tham sân si. Tu đức ấy lúc ban đầu là do cha mẹ hiền, sư trưởng khơi gợi vậy, kế tiếp là do chính mình khăng khăng nỗ lực tu trì. Dẫu chưa thể đạt đến địa vị nghiêu thuấn hay địa vị Phật, nhưng đã khác hẳn một trời một vực với kẻ hạ ngu hằng ngày chôn vùi trong nhân dục rồi. Kinh thư chép: duy thánh vọng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Nghĩa lìa là chỉ vì thánh đánh mất niệm mà thành cuồng, chỉ vì kẻ cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Kinh dạy: hễ mê thì Phật chính là chúng sanh, ngộ rồi thì chúng sanh chính là Phật. Ta may mắn có căn cơ làm nghiêu thuấn thành Phật, là trang nam tử hào hùng, há chịu bỏ mặc cho tánh đức này bị vùi lấp trong nhân dục, vĩnh viễn làm chúng sanh hạ ngu trầm luân trong biển khổ ư? Nguyện những người làm cha mẹ, làm sư trưởng, làm con cái, làm học trò trong cõi đời, ai nấy đều gắng sức thì nước ta thật may mắn, mà toàn cầu cũng may mắn lắm thay. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Thanh Huệ Chấn năm Dân Quốc 20 1931: người đang độ thiếu niên nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt, tà vậy sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sinh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư? Chẳng đáng đau đớn ư? Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất tội, sợ rằng
cũng là do tham sắc mà ra. Chớ nên tham tà sắc, dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm. Hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhắc lọt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiên giết ăn chay, cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm. Nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ. Nếu không, muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta, cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta. Nếu thật sự chí thành thì sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia, lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi. Thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui. May mắn lắm thay, ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chỉ thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính, như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp. Trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vạn sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dự hóa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mắc họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở, sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tịnh niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa tiêu tiểu, và khi ngủ nghỉ đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc xung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Chú Đại Bi nếu khẩn thiết chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Nếu hướng đến người học mật tông để cầu cách độc thì cũng chẳng phải là không được. Nhưng người học mật tông phần nhiều chẳng chú trọng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ sợ bị họ đọt mất chí hướng vãng sanh trong đời này, để mong được thành Phật ngay nơi thân này. Thành Phật ngay nơi thân này nói dễ dàng sao, nếu cho là điều ấy bản thân ông chắc chắn thật sự làm được, sợ rằng còn chưa thành Phật mà đã thành ma trước rồi.
những kẻ đem phàm làm thánh, bộp chộp lầm lạc, khoe khoang rộng tuếch, phần nhiều phạm phải căn bệnh này chẳng thể không biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phố. Trước kia Quang chẳng trì chú Đại Bi, năm Dân Quốc 21 1932, Quang bế quan tại chùa Bảo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin Quang tụng cho một chén nước Đại Bi. Quang liền niệm ba biến bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi khi sanh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sanh đầy một lở nhỏ, xung đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước Đại Bi, uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hàng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú Đại Bi vào nước. Quang nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú Đại Bi vào tro hương thì trước kia ở Bảo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn tro thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng tro. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước Đại Bi liền được lành, bèn quy y. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm, thuốc tàu thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, uống nước Đại Bi và dùng nước Đại Bi để rửa chỗ đau, hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng giản tiện càng hữu ích. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sanh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn tịnh độ, có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo ban trước. Còn ông Phương Văn Niên ở Cựu Thự Phương thuộc huyện Trấn Hải, tên là Tử Trọng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột, thầy lang trung y không trị được, bác sĩ tây y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu liền chẳng trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do đọc Ấn Quang Văn Sao liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ kể cả đầy tớ đều thường ăn chay, chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một u già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm, con bà cũng khá giả. Có đứa cháu mời về nhà sống, bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng coi bà này như u già, mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. Ba ngày sau khối u trong ruột Tử Trọng
tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. 5 ngày sau hoàn toàn lành mạnh, chí thành niệm Phật tụng kinh tiêu trừ túc nghiệp. Có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Năm Dân Quốc 19 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu, tên là Quách Chấn Thanh, nhà ở đường Cạnh Đức, Tô Châu, mở tiệm bán giấy hợp pháp. Theo một người già trong gia đình đến chùa báo quốc quy y, quan bảo anh ta hiện thời đang nhầm tình tế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Chàng trai 24 tuổi béo phục vịnh ấy liền chịu nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo, bọn cướp lục soát trên bon xong liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục vịnh lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp trọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật quan gia bị, nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở, oán quỷ dựa vào thân phát cuồng, cười ngặt nghẽo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy là do chí thành niệm Quán Thế Âm, oán quỷ bỏ đi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 594, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện. Niềm vui niệm Phật chỉ người chân thật niệm Phật mới biết được nổi, nhưng phải chí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp vào tướng ngoại cảnh. Nếu không cõi lòng chẳng thông, quán đạo chẳng thuần thục, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng biết rõ thì nguy lắm. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ khó được mấy ai, đem ý niệm tham học với khắp các bậc tri thức đổi thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích to lớn. Nếu không chỉ thành ra uổng công nhọc nhằn bôn ba mà thôi. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật, vì liễu sanh tử, chẳng vì để được người đời gọi ta bằng danh xưng là kẻ chân thật tu hành. Lúc niệm phải từng chữ, từng câu, từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai. Một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp. Lại phải khéo dùng tâm, chớ chấp trước quá mức, đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó quyết chẳng bị lầm lạc, đi vào đường rẽ. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh. Lúc niệm Phật chẳng thể khẳng thiết, là vì không biết ta bà là khổ, cực lạc là vui vậy. Nếu nghĩ đến thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước, Phật Pháp khó gặp gỡ, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp gỡ hơn. Nếu không nhất tâm niệm Phật, một khi hơi thở không hít vào được,
chắc chắn sẽ theo ác nghiệp nặng nề nhất trong đời này hay đời trước, đọa vào tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, trọn không có ngày thoát ra. Như vậy chính là nghĩ địa ngục khổ, phát tâm bồ đề. Bồ đề tâm là tâm địa, lợi mình lợi người. Tâm ấy vừa phát ra liền giống đồ vật nhiễm điện, như thuốc pha thêm lưu huỳnh, sức chúng rất lớn, lại rất mau chóng. Điều này có công năng tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Không phước đức thiện căn bình thường nào có thể sánh ví cho được. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Siêu. Niệm Phật phải luôn nghĩ mình sắp chết, sắp bị đọa địa ngục thì không khẩm thiết, cũng sẽ tự khẩm thiết. Không tương ứng cũng tự tương ứng. Dùng cái tâm sợ khổ mà niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để thoát khổ, cũng là diệu pháp bậc nhất để tùy duyên tiêu nghiệp. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Yết ở Vĩnh Gia. Niệm Phật tâm không quy nhất là do tâm sanh tự chưa khẩm thiết. Nếu nghĩ như đang bị nước cuốn lửa đốt, không được cứu giúp, tưởng sắp bị chết, tưởng sắp đọa địa ngục thì tâm sẽ tự quy nhất, không cần đến diệu pháp nào khác. Vì thế trong kinh thường nói, nghĩ tới sự khổ trong cõi địa ngục, phát tâm bồ đề. Đấy chính là khai thị thiết yếu nhất của Đức Đại Giác Thế Tôn. Tiếc là con người chẳng chịu thật sự suy nghĩ. Nỗi khổ trong địa ngục so với sự thảm thương của nước lửa thì sâu nặng hơn vô lượng vô biên lần. Thế mà nghĩ đến nước dân lửa đốt bèn run rẩy, nghĩ đến địa ngục lại coi thường. Là vì một đằng do tâm lực nhỏ nhoi chẳng thể thấu hiểu sự khổ ấy, còn một đằng là chính mắt thấy, bất giác lông tóc đều dựng đứng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Bao Sư Hiền. Lời lẽ tuy vụng về chấp pháp, nhưng nghĩa lý vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Hiện nay muốn xướng minh xử lý nhân quả và phương pháp thực hành, điều đó thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể. Bởi lẽ đời có mẹ hiền thì mới có con hiền, noi theo bậc hiền mẫu thời cổ, thực hiện thai giáo, ung đúc bẩm chất từ lúc ban đầu, nuôi nắng dạy dỗ từ khi chưa sanh ra, ngõ hầu con sẽ tập quen thành tánh. Như ba bà Thái Thái đời Châu, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự ngầm giúp đỡ chồng, dạy con từ lúc nó còn nằm trong thai, đều là bậc thánh nhân trong nữ giới. Quả thật họ đã lập nên nền tảng, mở mang vương nghiệp nhà Châu. Tôi thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm quá nữa. Lại nói, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, tức là nói đến chuyện trọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con. Nữ giới ngày nay phần nhiều chẳng hiểu nghĩa này, lầm lạc muốn tham gia chính trị nắm quyền, tính làm đại sự, bỏ mặc đạo căn bản là vung bồi gia đình. Điều này quả thật gom sắc của muôn nước chính châu, cũng chẳng đúc được cái lỗi lầm lớn lao ấy, thật đáng cảm khái sâu xa. Thế nào là đạo căn bản để vung bồi gia đình? Chính là hãy dạy dỗ con cái, ắt phải khi con đang còn trong độ tuổi măng sữa, trước hết phải làm cho nó biết về thuyết nhân quả báo ứng, thì đối với hết thảy những hành vi nghịch ác, nó sẽ tự kiêng sợ, chẳng dám làm. Giảng giải sách nhân quả không chi hay bằng Cảm Ứng Thiên và Âm Chắc Văn. Hai cuốn sách ấy phải thường giảng nói,
ắt sẽ tự có lợi ích không chi lớn bằng. Bởi lẽ trẻ thơ thiên tánh chưa xấu xa, lời lành dễ tiếp nhận, tập quen từ bé, lâu ngày sẽ thành bản tánh, đến khi lớn lên sẽ chẳng thay đổi được. Gốc chánh nguồn trong được bắt nguồn từ đấy. Vì thế kinh dịch chép, mong dĩ dưỡng chánh thánh công giả, nghĩa là dạy cho trẻ thơ điều đúng đắn, có công như thánh nhân vậy. Ngày nay thiên hạ sở dĩ đại loạn đều là do cha mẹ chẳng hiểu nguyên lý giáo dục đã ươm thành vậy. Bởi lẽ đã chẳng thể dùng thai giáo để dạy dỗ điều lành từ đầu, lại còn chẳng thể dùng nhân quả để răn nhắc lúc sau. Căn bản đã hỏng thì sẽ bừa bãi, tràn lan chẳng thể nào thâu thập được. Do vậy mới xướng lên những thuyết bất hiếu, không cần cha mẹ, mới bàn đến chuyện cách mạng gia đình, không kiêng dè chi, dẫn đến tình cảnh bạn bè chơi với nhau vì lợi lộc hồng bán chát, vợ chồng hợp lại hay chia tay nhau giống như cầm thú, chôn vùi đạo nghĩa liêm sĩ, thiên lý tuyệt diệt như lúc nước lũ cuồn cuộn tận trời, chẳng biết khi nào ngừng. Dẫu Khổng Tử, Thích Ca sống trong thời buổi này cũng không có cách gì cứu giúp được, nguy ngập vậy thay. Làm như thế nào đây? Đáp, đường lối để cứu vãn chỉ có cách chú trọng giáo dục gia đình, sao cho ai nấy giảng rõ xử lý nhân quả, cho con cái hồng vun bồi căn bản mà thôi. Đã gieo thiện nhân, ắt gặp thiện quả, mới hồng có hy vọng trong tương lai, lòng người biến đổi tốt đẹp, phong tục dần dần thuần lương, thiên hạ nước nhà thái bình vậy. Cổ nhân thường nói, thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu thất phụ làm sao có thể khiến cho thiên hạ bình trị được? Cần biết rằng cái gốc của thiên hạ là gia đình, cái gốc của gia đình là tấm thân. Gia đình khéo dạy dỗ thì con cái sanh ra sẽ đều hiền thiện. Nhà có con hiền thì đất nước sẽ có hiền tài. Hễ cùng quẩn thì tự yên, ảnh hưởng đến khắp cả làng xóm. Hễ hiển đạt sẽ làm cho con người khác đều cùng được lành, tạo lợi ích cho khắp mọi người dân. Lợi ích như vậy phát xuất từ sự giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất. Đấy chính là lý do vì sao người đời gọi nữ nhân là thái thái, do họ có thể giúp chồng dạy con, giữ yên bên trong gia đình. Do vậy sẽ đạt hiệu quả là chồng ắt sẽ thành tựu đức nghiệp, con cái đều hiền thiện, giống như Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, đời cháu vậy. Nếu bà có thể dựa theo những điều đã được nói trong văn sau để tự lợi lợi người, ngõ hầu quý địa cùng được gọi dừng sự giáo hóa của Đức Phật, dùng công đức ấy hồi hướng vãng sanh, thì sẽ lên thẳng sen báo thượng phẩm. Nói tới đạo thất phu thất phụ có thể cứu giúp thiên hạ, chớ có hiểu lầm, đấy chính là trọn hết bổn phận của chính mình, dốc lòng vung vén luân thường, cha từ con hiếu, chẳng phụ bạc thiên chức của chính mình, lại còn đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình phải chú trọng nhất nơi nhân quả báo ứng. Làm được như thế thì hết thảy mọi người sẽ tự có thể mong mỏi đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, lại còn tu trì tịnh nghiệp, lợi khắp các hàm thức. Đấy chính là cứu giúp, chỉ có như vậy mà thôi. Những kẻ cổ động nam nữ bình quyền hiện thời, muốn cho nữ nhân làm chuyện của nam giới, chẳng biết phát huy chuyện giúp chồng dạy con, đáng thương quá sức. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Trần Liên Anh, trích trong sách Ấn Quang Pháp Ngữ Bảo Thân Tiết Dục.
Pháp môn niệm Phật giống như Như Ý Bảo Châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báo. Chỉ cần khẩn thiết chí thành niệm Phật, sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, siêu độ tiên vong, người đời trước đã khuất bóng đều được vãng sanh Tây Phương. Sao chẳng thể nói là nương theo Phật từ lực để vãng sanh Tây Phương? Con lại hỏi nên tu như thế nào sẽ có thể làm cho cha mẹ được vãng sanh Tây Phương? Câu hỏi như vậy chính là không hiểu lý quá sức. Người niệm Phật mỗi ngày sáng tối vẫn cần phải đem công đức tu trì của chính mình hồi hướng cho tứ ân tam hữu và hết thảy chúng sanh trong pháp giới, huống hồ chẳng thể làm cho phụ mẫu vãng sanh Tây Phương hư. Chỉ cần cung kính chí thành đến cùng cực, lại còn phải phát tâm độ khắp hết thảy chúng sanh, phàm với hết thảy những kẻ hữu duyên, đều đem pháp này khuyên nhủ, đem công đức tu trì của chính mình, công đức hồi hướng cho hết thảy chúng sanh và công đức khuyên người khác để hồi hướng cho cha mẹ, chắc chắn sẽ có thể làm cho cha mẹ được vãng sanh. Nhưng cần phải chân thật, tận lực thực hiện thì mới được. Nếu hời hợt, ơ hờ, tuy chẳng phải là không có lợi ích, nhưng sợ rằng chưa chắc sẽ được vãng sanh. Niệm Phật phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, phải cung kính, chí thành, phải lắng tai nghe kỹ, phải phát tâm phổ độ chúng sanh, phải kiên quyết bảo vệ sanh mạng, ăn chay, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, luôn thường tự phản tỉnh, hễ có tâm bất thiện dấy lên, bèn lập tức tiêu diệt. Phàm có thiện tâm đều nên khiến cho nó được mở rộng ra, dẫu sức chẳng làm được, tâm ấy quyết chẳng thể không sanh. Nói chung lúc thường ngày phải giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm việc tốt lành để làm pháp trị thân trị tâm. Niệm Phật như thế sẽ đáng là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể ở trong thế giới này. Tam hữu là tên gọi khác của tam giới, tức dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Do có phiền não, vọng tưởng, sanh tử vân vân nên gọi là hữu, phổ độ những người cùng hàng thoát lìa sanh tử. Vì sao vậy? Do có thể thực hành, người ta sẽ dễ bị cảm hóa, nếu không sẽ là kẻ giả thiện, tâm hạnh giả dối sẽ chẳng thể được lợi ích thật sự. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, còn phát tâm giữ lòng trinh tu hành, phải nỗ lực. Nếu có những thứ tình niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao, rừng kiếm, vạc dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã dấy lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiện nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng chẳng xuất giá, sau đấy do tình niệm phát khởi chẳng thể kìm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần, sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được. Thật đáng đau tiếc, hãy nên tự chăm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không xuất giá theo chồng, chính là cương thường do thiên địa thánh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không nên. Giữ lòng trinh mà giữ được tốt đẹp thì tốt hơn đi lấy chồng, nào phải chỉ tốt đẹp hơn trăm ngàn vạn lần. Không giữ được lòng trinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả trăm ngàn vạn lần. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình chính là diền mỗi của con người trong trời đất, nam nữ chung chạ bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý, biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chung chạ bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cậu của con đã thờ ta làm thầy,
nói con có thiện căn muốn giữ lòng trinh, ta không phá cái tâm giữ lòng trinh của con, chỉ sợ con có đầu không đuôi, đâm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế ta không ngăn dài dòng một phen. Lại nữa, sao con không phát tâm ăn chay? Con thử nghĩ xem, thịt trên thân con mà cắt ăn thì có ăn được hay chăng? Thịt của chính mình chẳng thể ăn được, sao hằng ngày lại giết loài vật để ăn? Hết thảy sanh linh chẳng phải do con giết, nhưng con dùng tiền để sai người khác giết, sát nghiệp vẫn giống hệt. Huống chi con còn muốn sanh về Tây Phương, Đức Phật lấy từ bi làm gốc. Con đã ăn thịt tức là không có tâm từ bi, vì con là người chân thật tu hành nên ta mới nói lời này. Nếu là kẻ hờ hững hời hợt, tuy chẳng ăn chay vẫn có thể niệm Phật, chứ không phải là kẻ ăn mặn chẳng được niệm Phật. Chẳng thể không biết điều này. Những điều khác không cần giảng giải, con chỉ đọc kỹ văn sao thì mọi mối nghi đều tháo gỡ. Quan bận việc đến cùng cực, chớ nên thường gửi thư đến, dẫu có nói gì đi nữa cũng chẳng ngoài những ý đã nói trong văn sao. Phật Pháp quảng đại, dẫu đăng địa Bồ Tát cũng chẳng thể biết hết được. Nhưng muốn được lợi ích thật sự thì chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là có thể thoát khỏi sanh tử, chứng Niết Bàn, viên thành Phật Đạo. Chúng ta là phàm phu hạ căn, chẳng làm theo pháp môn cực đơn giản thì chỉ có thể trở thành gieo thiện căn mà thôi. Muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, có mộng cũng mơ chẳng được. Còn có thể đi theo lời ta nói thì đáng gọi là liên anh. Nếu không tùy mang tên liên anh, chỉ sợ thành rừng tội mà thôi. Ngày 17 tháng 4, Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Đường Đào Dung trích trong sách Ấn Quang Pháp Ngữ Bạo Thân Tiết Dục. Chồng bà chết vì bệnh phổi lại còn bị mù, sợ rằng trong khi bị bệnh chẳng chịu thôi ân ái mà ra, bất luận bệnh gì đều phải lấy chuyện ngưng ân ái làm cách trị căn bản, nếu không thần y cũng khó có hiệu quả được. Bà đã làm nghề y, hãy nên coi chuyện trong lúc bệnh chưa được 10 phần bình phục, vạn phần chớ nên ân ái là chuyện cực trọng, bậc nhất trong hết thảy những điều quan trọng. Bệnh phổi nên tịnh dưỡng, nhất là phải thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ có thể mau lành bệnh. Chồng bà hành nghề y mà trong khi bệnh chẳng chú trọng niệm Phật thì cũng là người hờ hững hời hợt, không có tính tâm chân thật. Do vậy một nhà mấy người nếu không có bà sẽ chẳng thể sống được. Do ông ta chưa gặp được người thật sự biết pháp môn niệm Phật nên nhất tâm tham thiền. Nếu nhất tâm niệm Phật chắc chắn đến nỗi bệnh phổi không lành lại còn bị mù nữa. Nếu bà chết theo chồng chắc sẽ có nhiều người không được ai nuôi dưỡng, lỗi ấy lớn lắm. Này do Long cư sĩ dẫn dắt bà nhập đạo, hãy nên dẫn dắt người khác cải tà quy chánh, niệm Phật cầu sanh Tây Phương để báo ân Phật và ân thiện tri thức, lấy tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương làm chuyện quan trọng bậc nhất. Bà hãy nên nương tựa vào văn sao, cần gì phải mạo hiểm đi xa đến gặp quan. Gặp quan thì quan cũng chỉ nói những gì đã được thuật trong văn sao. Trong Phật Pháp trọn chẳng có chuyện bí mật chẳng truyền, cũng chẳng có chuyện phải miệng truyền tâm dạy. Ngoại đạo tà đồ vốn chẳng có đạo lý gì, dùng bí mật bất truyền để dụ người khác theo đạo của họ. Nếu công khai chẳng biết truyền thì ai nấy đều biết đạo ấy hèn tệ, sẽ không có ai nương theo chúng nó cả. Bà hãy nên chú trọng hành nghề y, đừng kiêm thêm dạy học. Bởi nếu có thể thật sự tận tâm nơi nghề y
thời gian hàng ngày còn chẳng đủ, sao còn có thể dạy học cho được. Hãy nghiêm túc giảng dạy sẽ phải hao tốn tinh thần, nếu không sợ rằng sẽ làm hỏng con cái người ta. Hãy nghe theo lời tôi, chuyên coi trọng một môn cần phải chú trọng niệm Phật, do nương vào Phật lực mà y đạo ắt được tiến triển lớn lao. Nhưng chỉ nên lấy chuyện lợi người làm chí hướng sự nghiệp, đừng mong mỏi phát tài lớn lao. Nếu y đạo không sai lầm thì ai nấy đều tin phục. Khuyên người ta ăn chay niệm Phật, người ta sẽ vui vẻ nghe theo. Như vậy là cũng do nghề nghiệp mà đạo được tăng tấn vậy. Đấy là chương trình dùng y thuật để hoằng pháp. Với bệnh nào cũng khuyên bệnh nhân thôi ân ái, trong mỗi năm chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu người đỡ phải chết. Công đức ấy chỉ riêng Đức Phật là biết được mà thôi. Hơn nữa, nữ nhân sanh nở niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn không bị đau khổ. Dẫu khó sanh gần chết mà hãy niệm liền được an nhiên sanh nở, huống hồ kẻ thường niệm từ nhỏ ư. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tánh chất nhu hòa, từ thiện thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy bột chợt, chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chuyện khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng, chắc sẽ bật kinh hoặc bị băng huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng sẽ bị sảy thai, hoặc thai nhi sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy bột chợt. Lúc sanh xong đang cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội cho lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết, không có đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nho nhỏ thì con không chết cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y, thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ, hãy nên nói với hết thảy mọi người sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà, kẻ tà kiến nói trứng không có cồ thì ăn được, đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa, trứng có chất độc, do gà thường ăn trùng độc vậy. Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm phè phỡn sống thừa, miệng tuy niệm Phật tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thể lập kỳ tu tập hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáo. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn vẫn cứ lẫn quẩn y như cũ, nhân đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thắng tấn. Thử dụng pháp môn Bảo Vương tùy tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày ắt sẽ có lúc xương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Ban Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó hiểu phép thập niệm của Ngài Từ Văn, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, hễ chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chướng nặng căn độn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh nên hay không nên, xin bảo rõ cho. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán.
Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gồm cả hai pháp quán sầu tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm, sân khỏe ắt chẳng lừng lẫy hôn trầm, tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được, lại chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngụ ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn, trong một thất hai thất quyết định được nhất tâm. Như quan là kẻ hôn ám độn căn thô lậu, hèn kém nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Pháp sư Đế Nhàn sinh 1858, mất 1932, danh tăng Tông Thiên Thai sống vào cuối đời Thanh cho đến đầu thời Dân Quốc, người Hoàng Nham, Chiết Giang, họ Châu, tên Cổ Hư, hiệu Trác Tam. Thuở bé thấy sa môn liền vui mừng, lúc trẻ học y, năm 20 tuổi từng nhiều lần thí thuốc cho người nghèo ở Hồ Ốc, về sau vợ chết, con mất, bèn bỏ vào núi Bạch Vân xuất gia với Ngài thành đạo. Năm 24 tuổi, thọ cụ túc giới ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, lần lượt học Pháp Hoa Lăng Nghiêm với các vị Mẫn Hy, Hiểu Nhu, Đại Hải, v.v. Năm Quang Tự 12, 1886, được Ngài Tích Thủy Dung Tổ truyền Pháp kế thừa Tông Phong Thiên Thai đời thứ 43. Trước sau Ngài bế quan ba lần chuyên tu thiền quán. Ngài từng làm trụ trì các chùa Đầu Đà ở Vĩnh Gia, chùa Giới Châu ở Thiệu Hưng, chùa Long Hoa ở Thượng Hải, chùa Quảng Tông ở Cẩm huyện. Ngài giảng kinh thuyết Pháp hơn 40 năm, năm Tuyên Thống thứ 2 1910, lập Phật giáo sư phạm học hiệu ở Nam Kinh, kiêm nhiệm vai trò hiệu trưởng năm 1919, lập Quảng Tông học xá tại chùa Quảng Tông. Các vị Thường Tỉnh, Nhân Sơn, Hiện Ấm, Đàm Hư, Giới Trần, Trì Tùng, Diệu Chân, Tưởng Duy Kiều, Hoàng Thiếu Hy là những học trò nổi tiếng của sư. Ngài nhập viện tháng 7 năm 1932. Trước thực nổi tiếng nhất là các bộ Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa, Kim Cang Kinh Tân Sớ, Chung Thủy Tâm Hiếu Giải, Quán Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, v.v. được gom thành bộ Đế Nhàn Đại Sư Di Tập. 2. Bảo Vương Tùy Tức do Ngài Phi Tích Đời Đường chế ra. Trong niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Quyển Trung, Ngài dạy như sau: người trên đời đa phần dùng bảo ngọc thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt ngọc hoàng để làm sâu chuỗi, còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sâu chuỗi, xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm. Nào sợ thở ra không nít vào được, bèn thuộc đời sau, ta đi đứng nằm ngồi thường dùng sâu chuỗi này, dẫu cho mê mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. 3. Bộ sách này do Ngài U Đàm Phổ Độ chùa Đông Lâm Lô Sơn sống vào đời Nguyên soạn, gồm 10 quyển, còn có những tên gọi khác như Lô Sơn U Đàm Bảo Giáo, Lô Sơn Liên Tông Bảo Giáo Niệm Phật Chánh Nhân hoặc Niệm Phật Bảo Giám. Ngài U Đàm coi mình là người nối tiếp chí hướng của Sơ Tổ Huệ Viễn, xiển dương giáo nghĩa của Ngài từ chiếu từ nguyên thời Nam Tống. Sách gồm những trích lục trọng yếu về pháp niệm Phật Tam Muội, sử truyện của Tịnh Tông. Ngài soạn tập sách này nhằm thuyết minh cặn kẽ giáo nghĩa tịnh độ, được xiển dương bởi Ngài Huệ Viễn và Tử Nguyên, nhằm bài trừ những tà thuyết, kiến giải sai lầm của những người tự xưng là tịnh độ thời ấy.
nội dung chia thành các mục niệm Phật chánh nhân, niệm Phật chánh giáo, niệm Phật chánh tông, niệm Phật chánh phái, niệm Phật chánh tín, niệm Phật chánh hạnh, niệm Phật chánh nguyện, niệm Phật vãng sanh chánh quyết, niệm Phật chánh báo, niệm Phật chánh luận. Mỗi quyển gồm có phần tổng thuyết, rồi đến những đoạn kinh luận trọng yếu, hành trạng của cổ đức, giáo ngữ, vân vân. Số 4. Ngũ định tâm quán là năm pháp quán để dứt phiền não mê hoặc gồm: thứ nhất, bất tịnh quán là quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái. Thứ hai là từ bi quán là quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận. Thứ ba là duyên khởi quán là quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si. Số 4 là giới phân biệt quán là quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất nước, gió lửa, không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. Số 5 là sổ thức quán, điểm hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Lời tựa tái bản sách bất khả lục: cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay do họa này mà nước mất nhà tan, diệt thân tuyệt tự biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt thành hôn ám, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tệ. Không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi, huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú mặc áo, đội mũ chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết, biết hết cho được. Ôi, cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy? Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt từ bi thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hầu cả cõi đời đều biết được lý phước thiện họa dâm. Lại còn nêu ra các sự thực để răn dạy, ngõ hầu những ai biết tự ái đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoảng, hiểu ra cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiện lương sắp diệt. Từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước giàu thọ khỏe mạnh, bình yên vĩnh viễn, lìa khỏi họa nghèo bệnh chết yểu. Đây chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc lại để ấn thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Phải biết đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng thì lời lẽ khuyên răng nhân quả báo ứng đều có thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh thì một trận lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Con em đất Trường An ở xứ Tần Thiểm Tây của tôi phần nhiều thích chơi dế, có ba anh em tuổi đã choai choai, đêm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa, mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng, mấy tháng mới khỏi, con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hãi đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm, bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra, lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hễ thấy trang sắc nước hương trời đều tưởng như con quỷ treo cổ, thất khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hơn thước, sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời,
chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư? Do vậy, Như Lai dạy kẻ ái dục nặng nề, quán bất tịnh, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phạm tà dâm tiết dục, gìn giữ sanh mạng mà thôi ư? Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều, khiến người ta sanh tâm ái, hành dục sự chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài, rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi, thì chẳng những các vật được bọc trong lớp da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân ra thì chỉ thấy máu mủ đầm đề, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hôi dơ tanh tưởi, chẳng nỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi, chán ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho giai nhân tuyệt thế nghiêng nước đổ thành, thì những vật được chứa trong lớp da mỏng có ai là không như vậy đâu? Sao con người chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài, chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp, chẳng tính đến nhiều phần xấu ác? Tôi mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chán cái nhiều xấu ác, để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc, như đem nam căn bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoảng, xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguôi lạnh ngay lập tức. Đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thư trả lời cư sĩ Bao Xuân Sĩ, năm Dân Quốc 20, 1931. Tai họa bệnh tật trùng trùng, nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bệnh, khỏe mạnh, ắt phải cực lực tiết dục. Hễ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Ông nên lắng lòng niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, coi thê thiếp của chính mình như bạn đạo, kính trọng như khách, chẳng để một dục niệm dấy lên. Lâu ngày như thế thì các chứng bệnh đều được lành hẳn. Nếu đã lành bệnh hoàn toàn, vẫn chẳng nên ăn nằm ngay, phải là sau khi khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Vì để có kẻ nói dối thì vừa chung đụng nhau ắt sẽ có con, đứa con lại mũm mĩm thông minh, không mắc các bệnh tật, do tiên thiên được vung bồi vậy. Nếu không biết nghĩa này thì thê thiếp của chính mình và con cái sanh ra đều chẳng được hạnh phúc mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Cũng nên nói với thê thiếp lời này, đây chính là cầu nơi chính mình vậy. Còn như niệm Phật là cầu nơi chư Phật, chính mình không tiết dục, Phật cũng chẳng dễ gì gia hộ được. Chính mình chịu tiết dục, lại thêm chí thành niệm Phật, thì chắc chắn các bệnh chẳng sanh. Nói về ăn chay thì vốn là thương chúng nó đau khổ, nuôi dưỡng lòng nhân từ của ta, mỡ và thịt nào có phân biệt chi, nước súc thịt cũng chớ nên ăn. Nhưng chúng sanh căn tánh khác nhau, nếu ăn chay trường được thì dạy họ trường trai, nếu không dạy họ giữ thập trai, lục trai, ăn những món rau ở cạnh thịt. Đấy chính là pháp phương tiện cho những ai không ăn chay trường được, chứ không phải là thật nghĩa. Ông đã khổ vì bệnh, hãy nghĩ thương nỗi khổ của chúng sanh, nên ăn đồ chay thanh tịnh, đừng để miệng bụng làm lụy tâm tánh. Phàm những thứ có tri giác đều chẳng nên ăn, tuy không có tri giác nhưng có mầm sống như các loại trứng cũng không nên ăn. Uống sữa bò thì không trở ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể ta,
do vậy cũng không nên dùng. Đậu nành, dầu đậu nành có nhiều chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm, nên bỏ thêm đậu nành đã xay vỡ. Với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành. So với mỡ heo, dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn. Sao lại khổ sở đem tiền chuốc họa để mong được bồi bổ ơn? Bởi ăn thịt sẽ mắc nợ giết chóc, nên nói là chuốc họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay, chắc chắn ít bệnh, khỏe mạnh. Bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Mắm tôm độc nhất, muôn vàng chớ có ăn. Vì lúc làm người ta đào một cái hố to bên bờ biển, trong vòng 5-6 tháng đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ, đổ vào trong hố, phơi dưới nắng gắt, cả hố trở mùi thối suốt mấy dặm. Những loài ruồi, kiến, rắn vân vân ưa mùi đó đều tự gieo mình chết ngụm trong hố. Đến khi mắm đã ngấu, bèn cà nhuyễn đựng trong sọ đem bán. Người ăn mặn coi như món hàng quý báu, đáng thương quá chừng. Đây là do một vị tăng trông thấy cách làm kể cho qua nghe. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay thì bảo họ hãy bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hàng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy. Tổ sư Ấn Quang khai thị trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục cuốn 1. Vào năm Đại Lịch thứ 2, 767, Liên Tông Tứ Tổ là Pháp Chiếu Đại Sư trụ tại chùa Văn Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bát cháo, chẳng biết là danh sơn nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo đấy ắt phải là Ngũ Đài. Về sau sư bèn đi triều bái. Năm Đại Lịch thứ 5, 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, bèn lần theo ánh sáng đi tìm. Đến Đại Thánh Trúc Lâm Tự, sư vào chùa, đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía Tây, Đức Phổ Hiền ở phía Đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh thưa hỏi: phàm phu đời mạt, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, cấu chướng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được. Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất. Kính mong Đại Thánh đoạn trừ lưỡi nghi cho con. Đức Văn Thù bảo: nay ông niệm Phật là hợp thời nhất. Các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu. Hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp. Ông hãy nên thường niệm vô thượng pháp vương, chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi: nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói: phía tây thế giới này có A-di-đà Phật, Đức Phật ấy nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Ông hãy nên niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Sau khi mạng chung chắc chắn vãng sanh, vĩnh viễn không thối chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng so đầu sư thọ ký. Do ông niệm Phật, chẳng bao lâu sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu hàng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật, thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói già đà kệ. Sư nghe xong hoan hỷ hớn hở, lưỡi nghi đều trừ. Đây là đại sư Pháp Chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Ngũ Đài chính là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù. Văn Thù chính là thầy của bảy Đức Phật, tự nói: ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy hết thảy các pháp, Bát Nhã Ba La Mật,
thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sanh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mạt pháp, nghiệp nặng, phước nhẹ, chứng sâu, huệ cạn, miệt thị niệm Phật chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát, vào thẳng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng dù có muốn nối gót hít bụi của ngũ tổ giới, thảo đường thanh vẫn còn chưa được nữa ư. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư gửi Hòa Thượng Quảng Huệ. Thế giới cực lạc không có nữ nhân, nữ nhân xuất sanh, hễ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, trẻ trai, liên hoa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp, do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh. Nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe Pháp, nhất định viên thành Phật Đạo. Trong mười phương thế giới, chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất, mà công đức lại lớn nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị. Như đã nói, pháp môn tịnh độ nhiếp khắp căn cơ thượng trung hạ, cao trỗi hơn luật giáo thiền tông, thực là lòng từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tam thừa ngũ tánh đồng quy cõi tịnh, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Cựu giới chúng sanh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật Đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Thế nên vạn thánh tiền hiền, thánh hiền đời trước ai nấy đều hướng về, ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy, từ sau hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy hướng. Các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới, không vị nào chẳng cầu sanh tịnh độ. Kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, cuối hết thảy các trước thuật của Tây Thiên, Đông Độ đều quy kết liên bang. Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Vinh Bách Vân. Trích trong sách Ấn Quang Pháp Ngữ Bảo Thân Tiết Dục. Con người sống trong thế gian, sau mấy chục năm đã thành người cổ lỗ. Trong mấy chục năm ấy, nếu chẳng nỗ lực tu trì thì nỗi nguy hiểm trong tương lai sẽ chẳng thế nào thí dụ được. Đã phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, quả thật là do thiện căn nhiều kiếp tạo thành. Nhưng cần phải giữ vững cái tâm ấy, chỉ mong ngày càng thâm nhập, càng tu càng thiết tha. Muôn phần đừng nhất thời cao hứng liền phát tâm, rồi lâu ngày chày tháng sẽ vứt ra sao óp, chẳng đói hoài tới nữa. Ông tên là Niệm Kiều, là vật cần thiết để giúp người khác vượt qua sông rạch. Nếu không có cầu thì đôi bên qua lại khá bất tiện. Pháp môn tịnh độ chính là chiếc cầu pháp lớn lao để từ bờ sanh tử này vượt sang bờ niết bàn kia. Ông có thể tự hành dạy người, ta lẫn người đều vượt qua được. Vì thế tôi đặt pháp danh cho ông là Huệ Độ. Bởi lẽ nếu có trí huệ thì sẽ do bờ này vượt lên bờ kia. Nếu không có trí huệ sẽ vĩnh viễn ở trong biển khổ sanh tử, chẳng thể thoát được. Đã quy y thọ giới hãy nên nghiêm trì đừng phạm, nếu không sẽ thành trò trẻ con đùa bỡn với Phật Pháp, tội lỗi cùng cực. Tâm phải chú trọng cung kính, giữ lòng thành, đánh đổ những ham muốn sần bậy của chính mình, để khôi phục lễ nghĩa, xử sự ắt phải hiếu thuận, từ bi, nhường nhịn, cung kính, chân thật, không giả dối. Lại cần phải đem lợi ích của tịnh độ để trên,
là khuyên nhủ cha mẹ, dưới là khuyên bảo vợ con, giữa là khuyên lơn anh em, bạn bè, xóm giềng, làng nước. Dù ta hay người đều phải giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận của chính mình. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ sinh vật, quý tiết sanh mạng loài vật, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu làm được như thế thì mới đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật. Nếu không sẽ là hữu danh vô thực, chỉ được cái danh xuông, trọn chẳng có mảy may lợi ích thật sự nào. Như khi quy y, hãy nên đối trước Đức Phật chí thành lễ bái bao nhiêu đó lạy, đối trước Đức Phật tự thưa bày: đệ tử con là Huệ Độ, vâng lời thầy con là Ấn Quang. Dạy con đối trước Đức Phật tự thệ thọ tam quy ngũ giới: đệ tử con tên là Huệ Độ, quy y Phật Pháp Tăng. Từ nay trở đi lấy Phật Pháp Tăng làm thầy, trọn chẳng quy y ngoại đạo thiên ma, kinh sách của ngoại đạo, tà chúng ngoại đạo. Lần thứ hai, lần thứ ba đều chiếu theo đây, chỉ sửa chữ cho thích đáng để nói. Nói xong mọi điều lễ Phật ba lạy, tiếp đó lại lễ Phật ba lạy, thọ ngũ giới thì nói: đệ tử con tên là Huệ Độ, thề nhận lãnh ngũ giới. Thứ nhất là chẳng sát sanh, giống như Đức Phật trọn hết tuổi thọ chẳng sát sanh. Đệ tử con tên là Huệ Độ, cũng trọn hết tuổi thọ chẳng sát sanh. Điều thứ hai là chẳng trộm cắp, điều thứ ba là chẳng tà dâm, điều thứ tư là chẳng nói dối, điều thứ năm là chẳng uống rượu, đều nói giống như thế. Chỉ có điều thứ ba chẳng tà dâm thì nói: như chư Phật trọn hết tuổi thọ chẳng dâm dục, đệ tử con cũng trọn hết tuổi thọ chẳng tà dâm. Do người tại gia có tình vợ chồng, mong sanh con cái, chẳng thể đoạn dục nên chỉ ngăn cấm sắc bên ngoài. Nhưng nếu đối với thê thiếp của chính mình mà tham vui hoặc làm chuyện chẳng hợp đạo, cũng sẽ giống như tà dâm. Chớ nên không biết điều này. Những điều này đã được giải thích tường tận trong văn sau, hãy đọc kỹ sẽ tự biết rõ, ở đây không biết cặn kẽ. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Huệ Hải, trích trong sách Ấn Quang Pháp Ngữ Bảo Thân Tiết Dục. Hôm qua cư sĩ Kiếm Thanh đến đây cầm theo thư ông, khôn ngăn vui mừng an ủi: lễ giáo thế gian si vi, chuyện cưới gả phần nhiều chú trọng sát sanh để phô trương. Chẳng biết nam nữ lập gia đình là đầu mối của nhân luân, là chuyện vui mừng đẹp đẽ nhất. Do tổ chức cuộc lễ vui mừng tốt đẹp ấy mà đến nỗi có vô số con vật bị lâm vào tử địa để cung cấp cho con người ăn nuốt, hung ác xui xẻo đến cùng cực. Nhưng người đời vẫn cứ coi đó là sang, vì quen thói xấu ác mà ra. Nếu suy nghĩ, ắt cái tâm hồi hộp bất an sẽ tràn trề nảy sanh. Phong tục chuyển biến đều do một hai người đứng ra đề xướng mà được bắt đầu. Ông gả con gái như thế, tức là đãi khách bằng cổ chay, chắc sẽ có người bắt chước làm theo. Chắc là lề thối xa xỉ cũng sẽ do đây mà dần dần giảm bớt. Tôi thường nói, thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy ở nơi đâu? Chính là trong gia đình khéo dạy dỗ con cái. Nhưng dạy dỗ con gái lại càng thiết yếu hơn. Bởi lẽ nếu con gái hiền, ắt sẽ có thể giúp chồng thành tựu đức hạnh, nêu gương mẫu cho con cái. Từ đấy con cháu sẽ tiếp nhau làm người hiền thiện. Hãy nên dạy cho lệnh ái, hiểu cặn kẽ nghĩa này. Trong văn sao đã nhiều lần nhắc đến, nếu cô ta đọc thuộc rồi, tận lực thực hành thì lợi ích lớn lắm. Cư sĩ Kiếm Thanh đạo tâm chân thật thiết tha, thật chẳng dễ có,
nhưng do thời gian ngắn ngủi, chỉ ở lại một đêm rồi đi, thất vọng không chi hơn, đã gửi đi 5 gói đại sĩ tụng trong hôm 18 tháng 4, chắc đã nhận được rồi. Tổng cộng là 35 bộ, sau đó lại gửi bao nhiêu bộ đó nữa. Số còn lại thì đợi sách được in ra trong lần thứ hai, thứ ba mới có thể giao trọn hết số lượng được. Văn Sao đã cho sắp chữ, ước chừng trong năm nay có thể ra sách, so với lần trước tăng thêm 3-4 vạn chữ, nhưng chỉ là gom lá đắp cát mà thôi. Rốt cuộc đều chẳng liên can gì tới Phật Pháp lẫn tâm Pháp. Thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện: nay gửi cho ông 2 gói tro hương đại bi, so với gạo càng dễ cất giữ hơn, mà lợi ích cũng giống như gạo, để lâu không bị hư. Nếu gặp phải căn bệnh, thầy thuốc chẳng thể chữa lành. Hãy lấy 2 phần tro đổ vào một cái tô lớn, pha bằng nước sôi, khuấy lên, đợi khi chất tro lắng xuống, sẽ gạn lấy nước trong đổ vào đồ đựng, chia ra uống 10 lần. Mỗi ngày uống 3 hay 4 lần, hãy lành bệnh thì không cần phải uống nữa, hãy chưa lành lại pha tiếp. Bao tro ấy nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo ở chỗ cao sạch, chớ nên khinh nhờn. Đây là loại tro hương được gia trì hơn 1 vạn biến chú đại bi. Phàm bị bệnh nguy hiểm, uống nước tro đại bi vào, dẫu chẳng lành cũng thấy giảm bớt rồi mới chết. Chất tro đã pha xong nên thêm nước vào để tưới cây hoặc trát lên nóc nhà. Nay đem vật do như thử, sức chung tăng lương, thọ khang bảo giám, tức tai khai thị liễu phàm tứ huấn. Mọi thứ 2 cuốn lèn chặt thành 1 bưu kiện, những thứ giấy dùng để chèn chỗ trống cũng đừng vất đi, bởi đấy chính là sớ lễ Quán Âm cầu con, và 3 điều trọng yếu để cầu con, cũng là bài văn có quan hệ lớn lao cho hết thảy kẻ thanh niên, bất luận già hay trẻ đều trở nên không biết. Nếu không chẳng biết tiết dục mà mong sanh con, thì chưa sanh được con mà cha đã chết trước rồi, hoặc mẹ do ân ái quá nhiều bị mắc bệnh lao sái chẳng biết là bao nhiêu. Đồ hữu sanh khá thông minh, những con em thông minh hiện thời phần nhiều mắc bệnh thủ dâm, hãy bảo chúng nó đọc thọ khang bảo giám và liễu phàm tứ huấn thì sẽ chẳng đến nỗi mắc phải những mối họa đau khổ như trở thành tàn tật và đoạn mạng mà chết. Xưa kia Thánh Vương sai quan bố cáo khuyên mọi người không nên ăn nằm khi sấm sắp động vào đầu xuân, nay thì cha mẹ thầy bạn nhắc lọt chẳng nói đến chuyện này, cũng là do ác nghiệp của mọi người cảm thành. Có kẻ càng ngu hơn, hễ con cái bị bệnh liền cưới vợ cho nó, ý muốn cho con mau được lành bệnh, thật ra là làm cho nó chóng chết, chẳng đáng buồn ư. Một người ở Hồ Nam có 2 đứa con đều chết vì lý do này. Đứa con thứ 3 mắc bệnh vẫn muốn làm như thế, bị một người bạn quở trách mới thôi. Ấy chính là quả báo do đời trước dụ dỗ kẻ khác chơi bời bừa bãi đến chết. Một đứa đã chết còn chưa ngộ, 2 đứa chết luôn mà vẫn chưa ngộ. Nếu không bị người bạn quở trách chắc sẽ bị tuyệt tự. Rốt cuộc vì lẽ nào mà tâm kẻ ấy ngu như thế? Nếu không phải do oán quỷ xui khiến, ắt chẳng đến nỗi ngu như thế. Xin hãy sáng suốt thì may mắn thay. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cho cư sĩ Dương Chân, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2. Đọc thư ông biết tội ông thông đến tận trời, nhưng cội nguồn tội ấy là do cha mẹ ông một mực nuông chiều, khiến ông quen thói kiêu ngạo từ bé, chẳng hề răn dạy, đến khi tánh xấu đã thành hình mới tự hối hận, đã vô ích cho con mà chính mình cũng bị tổn hại. Đấy là căn bệnh chung của hết thảy mọi người trong thế gian này. Nay nói toạc ra với ông,
mong ông sẽ sanh được con cái hiền thiện. May là đời trước ông còn có thiện căn, nửa chừng biết hối. Nếu đến chết vẫn không thay đổi, thì muốn thoát khỏi địa ngục chỉ sợ khó mộng thấy được. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Do ông là người cực bất hiếu, cực dâm đản, nhất niệm chí thành xưng niệm, liền được việc làm như ý. Những kẻ hủy bán Phật Pháp, muốn diệt Phật Pháp, đúng là đã hãm người đời sau trong thiên hạ vào biển khổ mà vẫn nhân nhân tự đắc, khoe khoang công lao, hễ nghĩ tới liền khôn ngăn xót thương những kẻ ấy. Năm 14-15 tuổi, ông đã phung phí nguyên khí, 10 năm qua dâm dục vô độ, tinh thần bị tổn thương, kệ sao cho xiết. Huống chi lại có hai người vợ trẻ, nếu chẳng biết tiết dục thì chẳng những không thể sanh con mà còn đến nỗi đoạn mạng chết yểu. Từ nay trở đi, hễ thấy phụ nữ của người khác, hãy tưởng như mẹ, chị, em, con gái, xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu. Ngày thường niệm Quán Âm, đêm đừng ngủ chung với hai cô vợ, mỗi năm ăn ở với hai bà vợ một lần, thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa, mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương, chắc chắn sẽ sanh được con cái mộng miệng, thông minh, tâm tánh hiền thiện, không bệnh, trường thọ, có thể làm rạng rỡ gia đình, làm khuôn mẫu cho người trong một làng. Nếu coi chuyện ân ái là điều vui thú, thì chuyện vui chưa lâu, khổ lớn liền tới, tinh khô thân chết, không thuốc nào cứu được đâu. Lại nên đem nghĩa này nói với hai người vợ, mọi người cùng giữ điều răn cấm này, thì sẽ có nhiều con cái tốt đẹp, ba người bọn ông hạnh phúc đến già, sống thì hưởng ngũ phước, mất sẽ lên chính phẩm. Nay gửi cho ông một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, một cuốn Gia Ngôn Lục, một bộ Quán Âm Tụng, một cuốn Sức Chung Tăng Lương. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư có 4 tác phẩm. Đầu tiên là Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, giảng rộng về ý nghĩa đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư, khuyên kiên giết. Thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng Răng Dâm. Thứ tư là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên tu tịnh độ. Quán Âm Tụng giảng rõ cặn kẽ sự linh cảm của Đức Quán Âm. Hễ đọc Thọ Khang Bảo Giám sẽ chẳng dám không tiết dục. Gia Ngôn Lục giảng đầy đủ rõ ràng về những điều quan trọng trong tu trì. Sách này trích lục những điều trọng yếu từ bộ văn sao. Đọc Sức Chung Tăng Lương sẽ có thể làm cho mẹ ông quyết định được vãng sanh Tây Phương. Nay đã pháp danh cho ông là Tông Chân. Tông là gốc, là chủ, nghĩa là khởi tâm, động niệm, xử sự đều mong sao chân thật, chẳng dối. Chí thành không dối thì mới là thiện nhân trong thế gian, đấy cũng là tư lương để xuất thế. Đặt pháp danh cho Lý Thị là Tông Trinh, Hà Thị pháp danh là Tông Khiết. Nữ nhân lấy trinh khiết làm đức, huống chi niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Mà nếu chẳng lấy trinh khiết làm gốc thì thân tâm ô uế chẳng tịnh, làm sao vãng sanh tịnh độ cho được. Ba người bọn ông bầu bạn niệm Phật với mẹ, khuyên mẹ ông đừng cầu phước báo trời người, mà hãy chuyên cầu vãng sanh Tây Phương. Nếu có thể giúp đỡ cho đạo nghiệp của mẹ thì là đại hiếu, dùng hiếu hạnh ấy để trừ cái tội bất hiếu trước kia. Ví như do đất vấp té thì cũng từ đất mà đứng dậy. Quan già rồi, mùa đông năm ngoái ban đêm dạo duyệt sách dưới ánh đèn điện, nên mắt bị tổn thương nặng nề, xem thư trả lời thư đều phải dùng cả kiến lão lẫn kính lúp mới thấy lờ mờ. Từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu ai quy y,
cũng đừng do thỉnh kinh sách từ hoàng hóa xã mà tiện tay gửi thư cho quan, vì một lực chẳng thể thù tiếp được. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Thanh Huệ Chấn, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên quyển 2, năm Dân Quốc 20, 1931. Người đang độ thiếu niên nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà vậy sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi, tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư. Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất tội, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra. Chớ nên tham tà sắc, dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm. Hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhắc lọt, chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiên giết ăn chay. Cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm, nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm. Muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ, nếu không muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta. Nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia, lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thừa hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngập này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dữ hóa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mắc họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở, sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tịnh niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ,
Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa tiêu tiểu, và khi ngủ nghỉ đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết, thì mới có lợi ích cho ông ta được. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Trương Đức Hiền. Trích sách Ấn Quang phân sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 2. Đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện, ba thứ phước huệ thọ đều trọn đủ, thì phải nghe theo lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mọn, thường uống thuốc tráng dương, thường ân ái. Đấy chính là cách để chống chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn sanh được con thì cũng như trồng giống lúa lép, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng khó thể đơm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ân ái, hoặc nửa năm, tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở khác phòng. Nếu không có nhiều phòng, quyết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày trọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt, cần phải nhầm lúc tiết trời trong sáng, nhầm ngày lành tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy vĩnh viễn chấm dứt chuyện ân ái, cho đến khi sanh con tròn 100 ngày, rồi mới có thể tiếp tục ân ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dày thêm một lần, gieo nguy cơ thai độc một lần, hoặc còn có thể vì lẽ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sảy thai. Những điều kiêng cậy này nhiều người không biết, dẫu có kẻ biết cũng chẳng chịu tuân theo. Vì thế đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sanh ra đứa con bấy bớt đoạn mạng, chẳng biết do chính mình chẳng khéo dụng tâm, ngược ngạo đổ hô, vận mạng xui xẻo, ngược ngạo biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên, hàng ngày cứ làm chẳng bị chết, kể ra là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người lợi vật. Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ấp bụng dạ là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh, lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng tối lễ bái, niệm bao nhiêu đó, ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc vẫn niệm, và bảo vợ cũng giữ tấm lòng như thế, niệm trong khi làm việc, cho đến khi sanh nở vẫn niệm. Lúc đang sanh nở chớ nên niệm thầm, phải niệm ra tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy, đảm bảo không có những chuyện đau khổ khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sanh nở,
vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân hễ cấn thai chớ nên nổi nóng, hễ nổi nóng đùng đùng sẽ bị sảy thai, cũng như tánh tình ngang ngược hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú ắt phải tâm bình khí hòa, nếu nổi nóng đùng đùng sữa liền biến thành chất độc, trẻ bú sữa ấy nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết, quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi nổi đó thì chất độc ít, tuy con chẳng chết cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế con cái của nữ nhân ưa nổi đó bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú hoặc mướn vú em cho con bú đều giống như nhau, hễ nổi nóng đùng đùng muôn vàng chớ nên cho trẻ bú, trong lúc ấy phải nên buông xuống, đợi cho tâm bình khí hòa, qua nửa ngày rồi mới cho bú. Lúc cho bú trước hết phải vắt sữa ra, chừng nửa chén trà đổ đi, lau chùi đầu bú rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị họa ương gì. Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú thì trẻ không chết cũng bị bệnh nặng. Chuyện này sách y học xưa nay đều chưa chỉ rõ, gần đây do từng trải mới biết mối họa này. Nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa khiêm tốn, sau này sanh con ắt nó dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật quá nữa là do mẹ nổi nóng mà ra, chỉ có một số ít là chính mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa nay do sữa độc giết hại con trẻ chẳng biết bao nhiêu, hằng hà sa số, chẳng đáng buồn ư. Do ông làm vui lòng cha mẹ nên tôi nói tường tận với ông, hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình, nêu tỏ ý nghĩa giáo dục trong gia đình là căn bản khiến cho thiên hạ thái bình. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên Nguyện Hà: đời đã loạn đến cùng cực rồi, ai nấy đều mong mỏi bình trị, nhưng chẳng biết cội gốc thì có mong cầu cũng uổng công. Hãy nên gấp biết cái gốc nằm ở đâu. Sự dạy dỗ của người mẹ trong gia đình chính là căn bản khiến cho hiền tài được dấy lên đông đảo, thiên hạ thái bình. Chẳng chú trọng nơi ấy làm sao đạt được bình trị. Mẹ dạy dỗ thì thứ nhất là thai giáo. Thai giáo chính là dạy dỗ về bẩm tánh, phẩm chất từ thuở đầu. Phàm nữ nhân sau khi có thai hãy chú trọng suy nghĩ, tưởng niệm, xử sự sao cho chỉ một bề chân thành cẩn trọng. Nhất cử nhất động chẳng trái lẽ chánh, nhất là phải nên vĩnh viễn dứt trừ những món tanh tưởi. Hằng ngày thường niệm Phật khiến cho thai nhi được bẩm thụ chánh khí của mẹ, thì lúc sanh nở ắt được yên vui không khổ sở, sanh được đứa con tướng mạo đoan nghiêm, tánh tình từ thiện, thiên tư thông minh. Đến lúc con bắt đầu hiểu biết, liền nói cho nó nghe về đạo lý làm người như hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, vân vân, và tội phước nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo chuyển biến, khiến cho trong tâm nó thường luôn có những điều kiêng sợ, có những điều mong mỏi hâm mộ. Lại dạy nó niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tăng phước, tăng thọ, tránh tai, tránh nạn. Chẳng cho phép nó nói lời dối trá, nói lời thị phi, đánh người, chửi người. Chẳng cho nó dẫm đạp giấy có viết chữ, dẫm đạp ngũ cốc, dẫm đạp hết thảy các món đồ vật.
chẳng cho nó ăn uống bừa bãi, chẳng cho nó tụ tập chơi giỡn cùng bọn trẻ cùng xóm. Hơi lớn lên, bèn dạy nó đọc thuộc sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Âm Chất Văn, Hoàng Đế Giác Thế Kinh, để cho nó biết có khuôn pháp để noi theo. Có những điều ngăn cấm, đối với mỗi điều đều nói sơ lược đại ý để làm phương tiện hướng dẫn, hồng mai sau nó học hành sẽ được lợi ích. Lúc bé như thế, càng học hành sẽ càng hiền thiện, lo gì nó chẳng đạt đến địa vị thánh hiền, rạng mày nở mặt tổ tông. Nếu không, cứ mặc cho nó quen thói kiêu căng, nuôi thành phường bại hoại, dẫu có thiên tư cũng chẳng biết học hành, là để học làm thánh hiền, nên càng học càng thêm tồi bại. Những kẻ đại gian đại ác xưa nay đều là những kẻ có thiên tư tốt đẹp, có bản lãnh lớn lao, chỉ vì cha mẹ thầy giáo của chúng đều chẳng biết dạy chúng học thành thánh hiền, tận lực thực hiện chỉ dạy bọn chúng học văn tự để làm căn cứ hồng đối phó với đời, mưu cầu lợi lộc, trí thức hèn tệ đến tột cùng, đến nỗi những thảm kịch phế kinh điển, phế luân thường, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau ồ ạt diễn ra. Mối họa loạn ấy đều do cha mẹ thầy giáo chẳng biết phương cách dạy dỗ con em mà ra. Dù chính họ chẳng làm điều ác lớn lao nào, nhưng cái tội hoại loạn thế đạo nhân tâm cũng sẽ khiến cho họ đời đời kiếp kiếp cùng chịu ác báo giống như con em. Vì thế tôi nói, dạy con là căn bản khiến thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn nữa, do con người thuở thơ ấu chuyên cậy vào mẹ dạy dỗ. Cha chẳng thể thường ở trong nhà, còn mẹ thường chẳng rời con. Nếu mẹ hiền lương, có trí huệ, thì hành vi lời lẽ đều đáng làm gương. Con cái thấy nghe quen mắt, trong tâm đã thành nề nếp, lại do thường xuyên răn dạy đã tập quen thành tánh, như vàng lỏng đúc thành đồ dùng. Nếu cái khuôn đúc tốt đẹp, chắc chắn chẳng đến nỗi đúc ra vật xấu xí. Vì thế dạy dỗ con gái so ra càng khẳng yếu hơn dạy con trai. Bởi lẽ hiền mẫu do hiền nữ mà có, nếu không có hiền nữ, làm sao có hiền mẫu cho được? Không có hiền mẫu thì lại làm sao có được con cái hiền lương cho được? Đạo lý cực bình thường ấy ai cũng đều có thể làm được. Điều đáng đau tiếc là quá ít người đề xướng, khiến cho những kẻ làm mẹ chỉ biết nuông chiều mù quáng, những kẻ làm cha cũng chẳng khéo dạy. Đến khi con vào trường học hành, kẻ làm thầy cũng do thuở bé chẳng nghe được nghĩa lý này, vì thế cũng trọn chẳng biết học hành để học làm thánh hiền, chẳng dạy học trò tận tụy thực hành. Đạo do thánh hiền đã nói, chỉ học văn tự hồng mưu cầu lợi lộc, chẳng hề biết học làm thánh hiền có lợi ích không chi lớn hơn. Chính bản thân mình và con cháu đời đời kiếp kiếp hưởng dùng chẳng hết. Còn mưu cầu lợi lộc, nếu mưu cầu một cách tốt đẹp thì chẳng qua đạt được phú quý nhỏ nhoi trong đời này mà thôi. Nếu mưu cầu xấu xa, trong đời này những kẻ thân bại danh liệt, con chết yểu, cháu tuyệt diệt, đâu đâu cũng có. Con người cùng trời đất được gọi là tam tài, là vì có công năng dùng tiên giác để giác ngộ kẻ hậu giác, kế tục bậc thánh đời trước, mở lối cho người học đời sau, do vậy mới được tôn xưng như thế. Nếu chẳng chú trọng học làm thánh hiền, sẽ là thay đi thịt chạy, chỉ biết niềm vui ăn uống trai gái, còn khác gì cầm thú nữa đâu. Một chữ người còn là mạo danh, há còn có thể cùng với trời đất xưng là tam tài nữa ư? Nhưng con người tánh vốn lành,
ai nấy đều có thể làm nhiều thuẫn, ai nấy cũng đều có thể thành Phật. Nhưng kẻ chẳng thể làm nhiều thuẫn, chẳng thể thành Phật thì chỉ có tánh đức, trọn chẳng có tu đức. Đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, dứt lòng tà, giữ lòng thành và tu giới định huệ, đoạn tham sân si. Tu đức ấy lúc ban đầu là do cha mẹ hiền, sư trưởng khơi gợi vậy, kế tiếp là do chính mình khăng khăng nỗ lực tu trì. Dẫu chưa thể đạt đến địa vị nghiêu thuẫn hay địa vị Phật, nhưng đã khác hẳn một trời một vực với kẻ hạ ngu hàng ngày chôn vùi trong nhân dục rồi. Kinh thư chép: duy thánh vọng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Chỉ vì thánh đánh mất niệm mà thành cuồng, chỉ vì kẻ cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Kinh dạy hễ mê thì Phật chính là chúng sanh, ngộ rồi thì chúng sanh chính là Phật. Ta may mắn có căn cơ làm nghiêu thuẫn, thành Phật là trang nam tử hào hùng. Há chịu bỏ mặc cho tánh đức này bị vùi lấp trong nhân dục, vĩnh viễn làm chúng sanh hạ ngu, trầm luân trong biển khổ ư? Nguyện những người làm cha mẹ, làm sư trưởng, làm con cái, làm học trò trong cõi đời, ai nấy đều gắng sức thì nước ta thật may mắn, mà toàn cầu cũng may mắn lắm thay. Nam mô A Di Đà Phật.